Xin chào tất cả quý vị các bạn. Quả thực là hôm nay rất vui khi ngày hôm qua chúng tôi liver cho các bạn đã thấy là rất nhiều các bạn theo dõi cái phần kế toán này. Nó là một cái ngành nghề kế toán mà nó khá phức tạp cho một cái công ty mà lại sản xuất ra sản phẩm. Sau khi sản xuất ra sản phẩm để mang đi để thi công luôn công trình. Đấy là điển hình cho các cái mô hình như công ty sản xuất bê tông tươi đồng thời kiêm luôn thi công công trình, như một số các cái công ty về xây dựng điện, xây lắp điện để họ sản xuất luôn các cái cột điện để có thể thi công luôn công trình vì nó có những tính chất đặc thù. Nên có công ty xây dựng có tiền mua đầu tư được cái mỏ đá thì người ta lại khai thác đá, mà trong cái khai thác đá thì người ta lại ra chia ra làm hai loại là cái đá hộc và đá thành phẩm. Cái đá hộc thì người ta đưa vào để xay ra cái đá thành phẩm, thì có nghĩa là cái mô hình của công ty đấy là về sản xuất là nó đã là hai công đoạn. Có nghĩa là các bạn phải tính được giá thành hai công đoạn cho cái công ty này là về sản xuất đá. Và cái thứ hai là đối với công trình xây dựng thì các bạn phải tập hợp được chi phí giá thành công trình xây dựng. Ngày hôm qua thì chúng tôi đã làm một số các cái danh mục, các bạn có thể theo dõi đây. Chúng ta bắt đầu mở đây, các bạn có thể thấy là chúng ta đang xem cái danh mục này. Ngày hôm qua thì chúng ta đã làm được cái danh mục đối tượng khách hàng nhà cung cấp này. Tiếp theo thì chúng ta thấy là chúng ta đã vào phòng ban này rồi, ok đúng không các bạn? Cái loại khách hàng này nó cũng là một cái vấn đề rất quan trọng. Các bạn có thể tạo các cái loại khách hàng khác nhau để các bạn có thể theo dõi theo hình thức quản trị. Như kho thì các bạn biết là chúng ta hôm qua đã tạo kho, và ở cái yếu tố của tổng hợp nhập tốt tồn tại chân công trình thì chúng ta mở mỗi một công trình một kho, và các cái kho này là các kho của công ty. Vật tư hàng hóa thì các bạn thấy là ngày hôm qua chúng ta đã vào cơ bản các cái loại vật tư, mặc dù là đối với một doanh nghiệp thực tế thì nó rất là nhiều các loại vật tư hàng hóa khác nhau. Ở đây thì chúng ta thấy là có một cái bán thành phẩm và hai cái thành phẩm này. Cái loại tiếp theo là cái tài sản cố định. Chúng ta đã vào thử ba cái này rồi thì các bạn có thể thấy là máy xúc phục vụ cho cái việc cái máy xúc này là máy xúc phục vụ thi công công trình. Cái máy nghiền sàng này nó phục vụ cái dây chuyền, nó là một cái dây chuyền công nghệ nghiền sàng. Và cái máy cẩu thì đưa đá vào cẩu đá vào xay. Cái tiếp theo là cái tài khoản ngân hàng. Đấy, chúng ta đã tạo ra hai tài khoản ngân hàng để nhằm theo dõi cái tài khoản 112 của các bạn. Ở đây có cái đối tượng tổng hợp chi phí, thì khi chúng ta vào cái phần thành phẩm ấy thì nó sẽ tự sang đối với các cái sản phẩm là chúng ta sản xuất. Thế nhưng mà đối với các cái công trình thì chúng ta không vào bên mục thành phẩm nha các bạn. Vì thành phẩm nó là yếu tố là chúng ta sản xuất ra công trình, chỉ là một hình thức là dịch vụ thi công công trình thôi. Nhưng mà nó lại là tập hợp chi phí giá thành công trình. Nó không phải là dịch vụ bình thường mà nó là thuộc vào cái dịch vụ đặc biệt. Tiếp theo chúng ta đóng hết cái màn hình này. Chúng ta hôm qua chúng ta đã làm được một số các cái chứng từ phiếu chi. Đầu tiên là cái phiếu chi thì chúng ta thấy là tất nhiên là chúng tôi đã làm việc thu 5 tỷ và nộp vào tài khoản vào ngân hàng 2 tỷ rưỡi. Thực ra là thu thế làm số liệu cho không, nó không báo âm, làm demo cho nó thoải mái, hướng dẫn cho các bạn nó thoải mái đúng không? Cái đầu tiên là một cái mô phụ gia này. Cái mô phụ gia này thì các bạn biết là nó có một cái đơn giản là nó là mua thông qua cái 15 triệu này là thông qua công nợ, và cái khoản mua này là khoản mua chưa gọi là trả tiền cho khách hàng, trả tiền lên nhà cung cấp. Cái phần tiếp theo là phần tiếp khách. Phần tiếp khách này thì nó có một cái đặc thù là cái tiếp khách này cho công trình, nhưng mà nó lại không cụ thể cho là cái tài khoản 1542 này hôm qua chúng ta đã tổ chức nó là của công trình, và cái nó là cái chi phí sản xuất chung mà nó không cụ thể đối tượng công trình nào cả, chúng ta sẽ phải phân bổ. Rồi ok, các bạn nhìn thấy khởi công công trình đập phá lại rồi. Đây cái này là chi, cái khoản chi này là cái chi phí đi khởi công cái công trình này. Thì đây là tôi ví dụ như chứng từ cụ thể thì các bạn biết là ví dụ như là chúng ta thuê một
cái đơn vị tổ chức sự kiện chẳng hạn, nó viết cho mình cái hóa đơn đó, đúng không? Là tổ chức cho cái công trình đấy thì nó cụ thể được từng đối tượng và chi phí là công trình nào. Và cái phiếu chi tiếp theo thì các bạn biết là nộp tiền vào tài khoản, ok nhá. Cái mua hàng thì chúng ta hôm qua chúng ta đã làm một số các cái phiếu mua hàng là nhập mua kíp nổ này. Kíp nổ này nhập vào kho công ty này, một thuốc nổ TNT thì phải có kíp, nếu không có kíp thì chả biết để làm gì, đúng không? Nhập mua xi măng cát cho công trình này, thì chúng ta đã thấy ở trong này đã tổ chức ra thành hai công trình. Đây đã mua nhập cho một công trình, hai công trình, một công trình, hai công trình rồi, ok. Nhập mua phụ gia nhé các bạn, ở đây nhập mua phụ gia, cái phụ gia cho cái bên phụ gia này cho công trình, nhưng mà nó cũng là không biết là nó nhập vào kho của nó nhập vào kho của công ty, nhưng mà nó phụ gia là nó có thể làm liên quan đến cái bê tông của công trình ấy. Các bạn nhìn thấy là chúng ta nhập mua phụ gia rồi, ok. Cái phần nhập mua thì về cơ bản là các cái nhập mua như thế. Thế thì chúng ta làm thêm một vài phiếu là phiếu dịch vụ đi. Ở đây thiếu, ví dụ công ty cung cấp dịch vụ, chúng ta thêm một đối tượng vào đây. Công ty dịch vụ. Viễn thông. Các bạn lưu ý này, tức là về cái vấn đề này ấy, thì chúng ta lưu ý là ở chỗ này. Là có thể đánh vào đây đấy nhá, viễn thông đấy, các bạn đánh vào đây nó tự lọc cho các bạn rồi, ok, rất là nhanh. Diễn giải là thanh toán tiền điện thoại dịch vụ viễn thông cho công ty. Ở đây các bạn lưu ý này, cái này là khi người ta làm hóa đơn cho mình, và đặc biệt cái này là chúng ta chuyển qua ngân hàng, thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta thanh toán dịch vụ cho ngân hàng ở đây. Chúng ta làm tháng 1 đúng không? Mùng 7 không 1. Đây, chúng ta cái chỗ mua dịch vụ này, các bạn lưu ý là chúng ta ở đây là chúng ta khai báo trong cái danh mục hàng hóa vật tư với cái loại hàng hóa vật tư là dịch vụ. Nhưng ở đây chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn rằng các bạn không cần phải theo dõi ở trong đấy. Chúng ta kích chuột phải vào trước giữa cái chi tiết này. Đấy, cái chi tiết này, chỗ con trỏ chuột này, các bạn ấy kích vào đây, bất cứ ở đâu, ở trong này nhá, ở trong cái ô này, này. Các bạn chọn ẩn hiện cột nhá. Chúng ta bỏ cái mã dịch vụ đi. Chúng ta ok. Thì các bạn sẽ thấy là chương trình sẽ tự động rút gọn đấy, các bạn chỉ cần ghi vào đây, đó, cái tiền dịch vụ công ty chỗ này đúng không, chúng ta dán nó xuống đây. Thực ra thì bình thường các cái chứng từ khác nó tự động xuống, như cái chứng từ này nó liên quan đến cái mã dịch vụ các bạn nhé, vì cái tên của dịch vụ chúng ta khai báo trong đấy là nó khác ở đây. Cái này là 642 đi các bạn nhé, 6422 chi phí của công ty rồi, ok. 5 triệu tiền điện thoại rồi, ok, các bạn ghi ở đây hóa đơn nhé. 10% thuế đấy rồi, ok. Loại hóa đơn các bạn ghi vào đầy đủ để còn làm cái 0123789 đi nhá. Các bạn ghi vào cụ thể để còn mà làm cái báo cáo thuế sau này nhá. Chúng ta lưu cái thứ nhất này. Phần thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây là các bạn, cái đối tượng của chúng ta là cái thầu phụ, chính là cái đơn vị mà họ thi công một phần công trình cho mình. Ở đây chúng tôi cũng nói luôn là công ty kinh doanh vật tư tổng hợp chẳng hạn, họ làm cho mình một đoạn là cái chỗ này là thanh toán tiền thầu phụ rồi, ok. Chúng ta xóa đi những cái không cần thiết ở đây, ví dụ 0901 nhé các bạn nhé. 0901/2017 ghi vào cụ thể vào đây. Dịch vụ là nghiệm thu thu phần công trình phần phần móng đi đúng không? Nhưng mà móng thì chả cần, móng thì chúng ta có đá thì chúng ta thi công luôn, sản xuất đá mà đúng không? Công trình thuê bê phụ. Rồi, ok, tài khoản nợ 1542 nha các bạn.
bạn nhìn này, ở đây có mấy tài khoản 154 này thì hai cái này chúng ta dùng để phân tích cái giá thành sản xuất sản phẩm và cái giá thành của công trình nó nằm ở 1542 các bạn, ví dụ như chỗ này là 500 triệu nhá. Rồi tiền chiết khấu không, khoản mục chi phí đây mới là quan trọng, các bạn chọn thầu phụ cho tôi nhá. Cái hệ thống khoản mục chi phí này các bạn đừng có sửa đổi vì cái này nó nằm trong hệ thống phần mềm, phải chúng ta phân tích cho thành theo cái hệ thống này. Đối tượng tập hợp chi phí chính là công trình 1 đi. Ok. Chúng ta chọn hóa đơn là ở đây. Nghiệm thu phần công trình thuế 10%. Đây, loại hóa đơn các bạn ghi vào cụ thể vào nhá. Số hóa đơn 0456123 rồi ok, chúng ta cứ đánh như thế đúng không? Các bạn thì phải đánh theo cái số hóa đơn của các bạn nhé. Ở đây chúng ta chọn rồi ok, đã xong. Đấy, thì các bạn nhìn thấy thế này. Chúng ta làm xong các cái hóa đơn mua hàng dịch vụ rồi đúng không? Thế bây giờ chúng ta làm cái gì nữa? Chúng ta xem cái phần công cụ dụng cụ xem nào. Bộ máy tính này đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ khai báo nó đầu kỳ hay là mua mới. Đầu kỳ thì dễ rồi, đầu kỳ thì các bạn vào đây các bạn chọn công cụ dụng cụ này. Ở đây xóa hết tất cả cái dòng quan trọng, không 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 để ý đi. Không không dùng đến đi, các bạn xóa hết. Control Shift chọn xóa dòng. Rồi ok. Tài khoản chờ phân bổ 242. Rồi. Đây tài khoản chi phí đây, máy tính này các bạn, ví dụ như các bạn tồn lại số lượng hai cái và giá trị tồn có nghĩa là giá trị còn lại của tài sản. À, của công cụ dụng cụ các bạn nhé. Ví dụ ở đây chúng ta còn 7 triệu. Thì cái đơn giá ở đây là của mỗi bộ là nó 3 triệu rưỡi. Và cái số lần phân bổ ở đây các bạn coi như là chúng ta còn 13 tháng chưa phân bổ. Thế nhưng mà cái số tiền phân bổ một tháng ấy, thì trước đây các bạn dùng một phần mềm khác, nó lại tính theo kiểu khác. Tính theo kiểu gì tôi không biết, nhưng mà cái giá trị phân bổ ở đây nó không phải là 538.000 mà nó chẵn là 540.000 cơ. Đấy. Thế ông cứ bảo là phần mềm của ông thế này thì bây giờ thì chúng tôi làm được nửa năm rồi, chúng tôi nhập lại số liệu trong phần mềm của ông tính sai hết à? Thì các bạn đánh lại số tiền phân bổ hàng kỳ vào đây. Chương trình sẽ đi theo cái số liệu của các bạn, nó căn cứ vào đây nó tính phân bổ hàng tháng. Tôi ví dụ ở đây nhé. Để các bạn làm này, nhìn này. Rồi ok, các bạn vào phân bổ công cụ dụng cụ xem nào. Đâu, lúc nãy tôi đã ấn ấn cái gì nhỉ? Ấn gì mà nó lại lặn mất hút đâu nhỉ? À, chưa chọn phòng ban rồi, thế nào, thả nào. Xóa đi phòng kế toán đi nhá. 242. À, quên mất là chỗ này thì bây giờ một cái thôi thì lắm đúng không? 7 triệu cho cái bộ đấy, chúng ta mua 14 triệu đi, còn 13 tháng 540.000. Chúng ta lưu đấy, các bạn nhìn thấy không, nó vẫn còn tồn tại dòng ở đây. Chúng ta chọn phân bổ này, chúng ta nhìn thấy này, tháng 1 năm 2017 ok, các bạn nhìn thấy không, nó tính đúng 540.000 đấy. Thế thì ở đây nó cũng không có gì là khó. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai này, chúng ta sẽ mua ghi tăng một cái nhá. Chúng tôi chọn cụ thể từ trong tháng 1 chúng ta mua thêm một cái từ công ty này. Công ty nào? Công ty này là công ty trách nhiệm của bạn thương mại Hồng Hà chẳng hạn, cho nó hoành tráng đúng không? Đấy, nó Hồng Hà. Chả có gì hoành tráng, mình lại nói là hoành tráng đúng không? Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta chọn công ty thương mại Hồng Hà nhé, chúng ta đánh chữ Hồng vào đây, đánh chính xác các bạn nhé. Chữ Hồng rồi ok. Địa chỉ ở nhà nhập mua bộ máy tính ấy. Đấy thì ở đây các bạn lưu ý là trong trường hợp các bạn chọn tiếp cái mã công cụ này thì nó cũng là bộ máy tính, nhưng mà chúng tôi khuyên bạn nên tạo một bộ mới để nó cũng hay hơn, vì cái cơ sở dữ liệu này các bạn lưu dữ liệu thoải mái. Chúng ta có thể thêm một cái này, ví dụ như cũng là bộ máy tính Asia, mở ngoặc 2017 đấy,
nhìn thế này nó dễ đúng không? Kho công cụ dụng cụ đi. Đó, thế đơn vị tính là bộ. Đấy, chúng ta lưu vào. Rồi ok, ở đây ngày mua bao nhiêu? Ngày mùng 10/01 nhá, các bạn nhìn thấy này, nó là 1/2/3 tháng nhá, từ ngày mùng 10 đến ngày 31 nhá. Bộ máy tính này. Rồi, tài khoản có. Tức là trường hợp này chúng ta mua bộ máy tính này và đưa về sử dụng chứ không thông qua kho. Tức là các bạn có thể mua về xong các bạn không nhập kho mà các bạn đưa vào 242, coi như là một khoản không theo dõi kho. Trong trường hợp theo dõi kho thì các bạn phải sử dụng cái phần phần trường hợp là theo dõi kho, các bạn phải vào giờ nhập mua hàng, sau đấy các bạn vào ghi tăng chứ không phải là mua ghi tăng nhé. Số lượng một bộ đơn giá 13 triệu. Rồi, số tiền chiết khấu, rồi chiết khấu, số lần phân bổ 24 tháng. Rồi ok các bạn. Số lần phân bổ, ví dụ như này. Các bạn muốn không muốn phân bổ nó là 541.000. Nó lẻ quá, các bạn đánh 540.000 đi. 545.000 đi. Thì nó đẹp đúng không? Số nó đẹp. Còn mục chi phí các bạn có thể đánh vào luôn thì sau này phân bổ nó đưa vào luôn. Không cần, nhưng mà cái này không cần. Rồi, hóa đơn 10%. Chúng ta chọn thuế giá trị gia tăng 0321. Đấy, chúng ta cứ đánh đại như thế, gọi là số liệu để dùng thử mà, số liệu hướng dẫn mà. Nhưng mà các bạn phải theo dõi cái ấy nhá. Các bạn nhìn thấy này, cái này là phân bổ cho cái từ ngày 11, từ ngày 10 mua về dùng, thế nó chỉ có 20 ngày thôi nhá. Nhưng mà đối với công cụ dụng cụ nó được tính rất là cụ thể. Trong phần tài sản các bạn lưu ý là nó sẽ tính theo ngày cho các bạn nhá. Cái chỗ này rồi ok. Đấy, mỗi tháng là nó tính theo cái số lần mà các bạn. Nếu mà 24 lần thì nó cứ chia ra là 24 lần. Nếu ở chỗ này các bạn làm ở chỗ này thì có một cái điều đặc thù là nếu trong trường hợp các bạn phân bổ chưa hết ấy, thì nó vẫn cứ tiếp diễn. Mặc dù các bạn có thể quá 24 tháng, 24 kỳ phân bổ thì nó vẫn cứ tiếp diễn cho các bạn. Chứ không phải là nó dồn hết toàn bộ vào cái lần phân bổ cuối cùng cho các bạn đâu nhá. Rồi bây giờ đối với phần phân bổ công cụ dụng cụ rồi tôi đã xong. Thế chúng ta mua thêm cái gì nữa nhỉ? Chúng ta làm một cái phiếu nhập kho đi nhá. Nhập kho công cụ dụng cụ. Rồi ok các bạn nhìn này. Chúng ta nhập mua công cụ dụng cụ ở đây, chúng ta thêm một cái mã mới, đấy là hệ thống là cái này là công cụ dụng cụ là máy khoan bê tông. Cái này là dùng để khoan gì các bạn biết đấy. Khoan này là khoan đơn vị tính hả? Cái này khoan để đặt mìn vào, đặt kíp nổ vào nhá. Rồi ok, chúng ta chọn. Rồi chúng ta vẫn mua của cái công ty kinh doanh vật liệu nổ, ông này ông buôn luôn cả mua máy khoan, ông này ông buôn luôn cả máy khoan cho các ông khoan luôn, cho thuốc nổ vào luôn đấy. Thì cái chọn trước 10% được không sao nhá. 05 đi, 01 đi nhá. Đây, số chứng từ chúng ta đánh lại được mà. Ở đây chúng ta mua một cái khoan đâu rồi, cái khoan chạy đâu rồi, cái khoan đâu rồi, khoan chẳng thấy đâu. Ở đây rồi, khoan đây rồi. Đó, đánh vào tìm dễ hơn đúng không các bạn? Đấy, tài khoản nợ 153. Tài khoản có một cái đơn giá 25 triệu. Các bạn lưu ý theo quy định mới nhá, dưới 30 triệu nhá. Rồi ok, đối tượng hợp đồng hóa đơn. Là chọn hóa đơn. Không. Ngày hóa đơn này các bạn có thể đánh ví dụ như chúng ta vào ngày mùng 2 ạ. 0201 nhá. Hóa đơn là ngày 02. Ngày hóa đơn là ngày hạch toán là 0501 đấy, ngày hóa đơn là 0201 nhá. Rất là cụ thể đúng không? Và chọn lưu này. Bạn chưa chọn nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào, nhóm hàng hóa dịch vụ đây rồi, ok đây. Bạn lưu vào. Rồi, đã xong. Ngày mùng 5 chúng ta mua về thì đến ngày mùng 7 chúng ta mới xuất ra để sử dụng. Chúng ta làm cái phần công cụ dụng cụ rõ ràng tí nhá. Xuất công cụ dụng cụ này, kho cái phiếu xuất này chứ xuất nguyên vật liệu tôi quên mất ở trong này. Phần công cụ dụng cụ này
bạn chọn ghi tăng. Rồi ok các bạn chọn thêm mới. Đây các bạn có thể thấy là chúng ta xuất cho ông Nguyễn Văn Kho đây. À, ông Tiến Kho nó chuyển trại là xuất máy khoan phục vụ phân xưởng, xưởng 1, xưởng 1 đi. Rồi ok các bạn nhìn nhá. 0701 rồi, chúng ta phân ngày mùng 7 chúng ta phân khoan bê tông, đơn vị tính là cái đi. Chúng ta chọn nhá, kho 153 xuất ra từ kho 153 chúng ta nhìn thấy này. Đấy, kho 153 phòng ban sử dụng là phân xưởng 1, phân xưởng bán thành phẩm đúng không? Số lần phân bổ là 24 tháng nha các bạn, tài khoản nợ, tài khoản có. Rồi ok. Chi phí, tài khoản chi phí 15411. Đấy, cái này là nó là của bộ phận là phần bán thành phẩm mà. Số lượng một cái. Rồi, đơn giá là 25 triệu. Đấy, chúng ta cũng có thể chọn phiếu nhập mua hàng ấy nhá. Đấy, chúng tôi nhớ thì chúng tôi đánh, không trường hợp thì chúng ta chọn phiếu nhập mua hàng này, các bạn chọn tháng 1 này. Đấy, chọn này. Đây chúng ta thấy là cái phiếu mua công cụ dụng cụ này. Đấy, nhìn thấy không? Đó, rất rõ. Chúng ta ấn ok phát nó hiện ra chúng ta. Thôi chúng ta ở đây chúng ta hủy bỏ đi. Cái khoản mục chi phí thì ở đây chúng ta chọn luôn cái này. 154 này là chi phí chung nhá, để sau này phân bổ nó hiện ra luôn. Đối tượng thì nó chủ yếu phục vụ cái này, các bạn ấn luôn chọn đối tượng đá hộc đi cho nhanh, chủ yếu là khoan để nổ ra đá hộc có làm gì đâu đúng không? Rồi ok, chúng ta phải lại vào thêm mới một cái này thì chúng ta lại vào làm gì? Chúng ta vào chỗ phân bổ này, chúng ta xóa cái chứng từ này đi. Chúng ta xóa đi nhá. Xóa đi, xóa nó đi. Bỏ ghi này. Rồi ok, chúng ta xóa nó đi. Chúng ta lập lại chứng từ phân bổ. Tất nhiên là chúng ta làm thì cứ làm đi làm lại, nhưng mà về nguyên tắc thì chúng ta chứng từ kế toán chúng ta làm đến đâu thì nó chạy đến đấy. Thì nó không ấy đấy, số tiền phân bổ là 1 triệu mốt nhé, các bạn nhìn thấy này. 1 triệu mốt này, đưa vào đây luôn, đối tượng là vào chi phí, khoản mục chi phí chúng ta chọn chi phí chung. Đây liên quan đến cái này ấy, thì các bạn bỏ trống cái này này. Lưu nó không cho lưu. Thấy chưa? Lưu nó báo ngay, ghi sổ không thành công, chúng ta phải chọn sửa này. Chúng ta đối với tài khoản phí 154 mà tập hợp chi phí giá thành bắt buộc các bạn phải vào khoản phí. Nhá. Rồi ok. Đấy, thế chúng ta đã phân bổ xong cụ đúng không? Thế cái phần tiếp theo chúng tôi muốn nói ở đây là chúng ta làm tài sản cố định. Thế thì cái tài sản cố định thì chúng ta vào tính công hao, chúng ta chạy thử xem nó ra cái hình thù thế nào, đúng không? Ở đây chúng ta chọn công hao tài sản cố định. Đây ba cái này, đó, phân biệt rất cụ thể cho các bạn nhá. Ở đây là có cái tài sản này. Nó lại phục vụ cho hai công trình. Cái máy xúc này nó phục vụ hai công trình trong cái này. Thế thì cái giá trị công hao này các bạn đưa vào đâu? Đưa vào chi phí sau này phân bổ theo công trình à? Không phải, đúng không? Có thể trong cái kỳ đấy, trong cái tháng đấy chúng ta đang thi công 10 công trình chứ không phải một công trình, không phải hai công trình, nhưng cái tài sản này nó lại chỉ phục vụ cho hai công trình chứ nó không phục vụ cho cả 10 công trình. Vậy thì cái số này nó phải chỉ được phân bổ hai công trình thôi chứ không thể là phân bổ cho 10 công trình được. Vì những cái công trình khác nó có chịu cái việc sử dụng cái tài sản đấy đâu, đúng không? Các bạn làm tỉ mỉ một tí thì nó sẽ là rất hay cho các bạn. Chúng ta vào phần này, bảng hệ số phân bổ tài sản nhá. Chúng ta khai báo mới này, thêm này. Mục đích này rất quan trọng. Phân bổ chi phí khấu hao máy xúc. Xúc rồi, xúc 0101 rồi. 3101 rồi. Nhân hệ số này ngày lập 0101 số 01 đi. Tài sản này, cái ông này. Ông máy xúc này. Đối tượng ở chi phí là công trình 1. Đấy. Cái này các bạn có thể đánh tỷ lệ này là thường chia theo 100%, nhưng mà không nhất thiết. Ví dụ như cái ông này, ông phục vụ công trình này là 20 ca máy. Các bạn chọn khoản mục chi phí luôn là chi phí chung. Các bạn chọn tiếp vẫn là cái máy xúc này, công trình 2. Nó là có 13 ca máy nhá các bạn nhé. Ta chọn lưu. Thế thì sau khi chúng ta chọn lưu, chúng ta quay lại khấu hao tài sản cố định, chúng ta nhìn thấy có một sự khác biệt rõ ràng ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Nó tách cái máy xúc ra thành hai dòng. Và thằng này được phân bổ là cái công trình 1 này được phân bổ là 20 ca máy.
tương đương với 6 triệu. Và thằng này 13 ca máy tương đương với 3 triệu 9, có cộng lại là đúng 10 triệu của các bạn. Thế trong trường hợp này các bạn chọn lưu. Thế nhưng mà ở đối với cái phần nghiền sàn này này thì các bạn đưa vào tài khoản nào? Máy cẩu, cẩu đá vào xay thì nó cũng là phục vụ cho cái việc là sản xuất thành phẩm công đoạn 2. Cái dây chuyền nghiền sàn này cũng thế. Đấy, các bạn chọn luôn là cái chi phí, nó là chi phí chung đúng không? Chi phí sản xuất chung. Đấy, đấy khấu hao tài sản cố định. Đáng nhẽ ra ở chỗ này phải là chi phí máy thi công. Máy thi công cái máy phục vụ thi công nhá. Thôi thì chúng ta cứ cho vào máy thi công đi, cho nó có tí chi phí cho nó hợp lý đúng không? Cứ cái nào cũng để chi phí chung cả nó không hợp lý lắm. Chúng ta lưu chứng từ nhá. Sau khi chúng ta phân bổ xong, các bạn nhìn thấy tài khoản này ok hết rồi đúng không? Đấy, các bạn đóng đi. Rồi, ok. Thế thì chúng ta làm gì nữa? Tài sản xong rồi, trong trường hợp mua mới các bạn chọn ghi tăng nhá, mua thêm một cái tài sản các bạn chọn ghi tăng ở đây, các bạn khai báo tài sản xong các bạn vào đây, các cái chi phí vận chuyển bốc dỡ chạy thử trong nước các bạn đưa vào đây nhá, rồi ok thuế phí các bạn kê khai đầy đủ cho mình rồi ok xong đấy là cái phần xong. Chúng ta có điều chỉnh gì không nhỉ? Rồi. Thế bây giờ chúng ta làm tiếp vấn đề gì nữa để ra được số liệu? Về cơ bản thì chúng ta đã nhìn thấy rồi. Còn mỗi cái phần lương nữa thôi, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta bây giờ lại xuất kho nguyên vật liệu cho công trình và xuất kho các cái loại vật liệu để phục vụ thi công sản xuất sản phẩm. Chúng ta chọn xuất kho này. Đấy, đầu tiên chúng ta xuất cái gì? Chúng ta phải xuất cho công trình trước đã. Đúng không? Nếu chúng ta chọn xuất theo giá trung bình thì không vấn đề gì, nhưng mà ở đây chúng ta chọn này, chọn phiếu xuất kho, chọn theo xuất theo phiếu nhập, các bạn chọn tháng 1 cho tớ nhé. Ok, lấy dữ liệu các bạn nhìn thấy thằng nào của công trình, thằng này của công trình đúng không? Đây mấy cái thằng mà kho của công trình như này đấy, các bạn tích vào hết, xò nó hết luôn này. Nếu các bạn thích xuất một cái cũng được nhé, không sao, các bạn tích vào đây cả nhé. Còn mấy cái xung quanh này là nó dùng cho việc nổ, các bạn chọn dữ liệu chạy chạy ra luôn, chạy phát ra luôn. Đó, đấy. Úi dồi, nhanh thế, diễn giải này, xuất kho nguyên vật liệu thi công 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 trình, làm luôn cả hai cái đúng không? Nó tự động lấy hết thông tin này, các bạn nhìn thấy này, đây này, đấy thấy chưa? Nó gán vào giống như cái phiếu nhập luôn, không sai tí nào cả. Đây là 0801 đi. Rồi ok một cái nhá. Đấy, tài khoản nợ không được phép bỏ trống. Úi dồi, chết chết cha, quên ghi nợ thế nào. 152. Ấn một tài khoản 152 trên cùng, các bạn giữ phím Ctrl ấn M một phát. Đấy, nó hiện tất cả các tài khoản ok luôn, đúng không? Trong trường hợp này các bạn nhìn thấy có cái nút là nhập tay giá vốn này này. Thực ra thì tôi cũng không để nhập đích danh giá vốn này, nhập tay giá vốn thì nghe có vẻ nó phổ thông hơn. Thế các bạn nhìn thấy là khi chúng ta chọn phiếu xuất này thì nó đánh dấu ở đây. Đánh dấu ở đây nó mục đích gì? Nó loại trừ ra cái trường hợp và cái phiếu này nó không tính lại giá bình quân nữa. Đấy, nó cụ thể luôn cho các bạn nhé. Cái xuất thứ hai là chúng ta làm phiếu xuất để làm gì? Xuất cho cái ông này, xuất phục vụ khai thác đá. Rồi ok ở đây là bao nhiêu? Là 0601 đi nhá. Ở đây chúng ta xuất cái gì? Xuất cái thuốc nổ, chúng ta xuất 500 này. Xi măng xuất này theo thực tế các bạn nhé, không phải có tớ là tớ làm số liệu không có thật, số liệu ảo thế này thôi. Chúng ta xuất đi 250 tấn đi, 250 250 tấn kinh nhỉ, thuốc nổ 250 tấn chẳng bay cả quả núi không, cát phụ gia rồi phụ gia này, phụ gia bê tông chúng ta xuất sau nhé, kíp nổ đó, thuốc nổ chứ, thằng này là thuốc nổ chứ, số lượng là thuốc nổ, mình đi chọn lại 250 đi.
Rồi ok, chúng ta chọn đây là kíp nổ. Kíp nổ đây là 2250, nó tương đương với 500 cái kíp nổ chẳng hạn. 500 cái TNT phải là khoản mục chi phí nào. Tài khoản nợ ở đây là 1541. 15411 rồi, đánh thế cho nó nhanh, Ctrl M nhé. Rồi, khoản mục chi phí ở đây là chi phí nguyên vật liệu. Rồi, ok. Cụ thể đối tượng tập hợp chi phí này phục vụ mục đích là khai thác đại học. Ok, chúng ta chọn này gì? Còn cái gì nữa? Có cái gì xuất cho cái mục này nữa nhỉ? Hết đúng không? Thuốc nổ rồi. Rồi, ok. Ra lưu này. Bây giờ chúng ta thêm mới một cái. Rồi, ok. Chúng ta thêm một cái ông Nguyễn Công Trường này. À, xuất phụ gia bê tông. Để đổ bê tông ấy nhá. 0801 đi để thi công công trình, chúng ta chọn phụ gia bê tông nhá. Phụ gia này à, xuất từ công ty, tài khoản nợ 1542. 1542 nó là bao nhiêu, phụ gia chúng ta còn tồn bao nhiêu, 150. Ở đây chúng ta chọn này đi à, phụ gia là 150. Ở đây chúng ta chọn là chúng ta xuất 1542. Rồi ở đây chúng ta 150, chúng ta xuất 50 đi. À, khoản mục chi phí nó là nguyên vật liệu các bạn nhé. Nhưng mà cái nguyên vật liệu này nó thì chả liên quan gì đến công trình nào. Nó dùng cho hả hai công trình. Các bạn bỏ trống hai công trình này này. Sau này cái nguyên vật liệu nhưng mà chúng ta vẫn phân bổ. Chứ không phải là cứ chi phí chung mới phân bổ đâu. Bạn thì nghĩ là không không phải đâu. Mà thực tế là không phải tất cả những cái gì phân bổ để đưa vào chi phí chung. Nguyên vật liệu vẫn phân bổ bình thường. Thậm chí nhân công còn phân bổ, có cái ông chạy đi chạy lại công trình này công trình nọ, nhưng lương của ông chả biết đường nào, ông quy về một công trình thì nó sai đúng không, mà rõ ràng ông đấy là ông công nhân chứ không phải là ông nói thì nói trực tiếp nhân công trực tiếp, nhưng mà ông ta có trực tiếp đâu đúng không, ông chạy lòng vòng nhiều công trình đúng không. Rồi ok, ta còn xuất cái gì nữa nhỉ, tôi nhớ không nhầm thì còn xuất cái gì nữa nhỉ, thực ra thì nó theo cái chứng từ cụ thể, nhưng ở đây tôi cứ làm theo kiểu là kinh nghiệm mình lâu năm làm hơn 10 năm cho các công ty rồi thì tôi làm như thế thôi, tôi lấy số liệu mà tôi áng chừng tôi biết tất cả các cái mô hình sản xuất thì tôi biết hết, nói chung là nắm hết các cái quy trình của người ta. Giờ lại có cái công ty mà lại mua vật liệu nổ về thì theo pháp luật là ông không được chuyển nhượng cho người khác, nhưng ông lại chả có năng lực để nổ, ông lại đi thuê một ông khác nổ đúng không? Ông lại xuất vật liệu nổ, ông thuê cái ông khác có công nhân nổ này, ông đấy ông lại không có cái kíp nổ, nhà nước không cho mua cái thuốc nổ, nó là quân sự mà nó là trò chơi nguy hiểm, nhà nước cấm thì ông lại đi, thì ông nổ được đá ông xuất cho cái ông kia vật liệu nổ đấy, ông chả biết thanh toán thế nào, nó đố các bạn giải được bài toán đấy đấy, bài toán mà các bạn xuất vật liệu nổ nhưng ông xuất vật liệu nổ cho cái ông không được phép sử dụng vật liệu nổ, thế mà các công ty vẫn phải dùng, không biết là kế toán họ làm như nào, tôi đố các bạn này nhá. Bây giờ chúng ta làm một tí nữa về mấy cái ông nhân viên này. Rồi, ở đây nhá, ok xong nhá. Chúng ta bây giờ làm phần lương. Phần lương cũng là một phần rất quan trọng. Số liệu thì cứ lu bu cả lên, chả biết thế nào vào đúng hay chưa. Đúng không? Chúng ta làm cái bảng chấm công tháng 1 nhá. À, chúng ta làm cái bảng chấm công tháng 1. Thì trong cái chấm công này thì nó cũng có nhiều cái hình thức các bạn ấy. Nhìn thấy máy nó tự động nó tính công cho các bạn trong cái tháng 1 này, nhìn thấy không, hai thằng nào cũng 26 công. Ở thế nhưng mà cái ông này thì là cái ông phân xưởng, cái bà này bà lại không bà ấy nghỉ do lao động nghĩa vụ, do ngừng việc hay do nghỉ bù, do ốm điều dưỡng, do lương sản phẩm làm đây bỏ cái này đi, con ốm bà ở nhà đấy, con ốm đúng không. Thế là xong cái bảng lương tháng 1. Ok như thế đi. Xem cái bà này nó có đúng là còn 25 công không? Đúng rồi, 25 công rồi các bạn nhá. Nhìn thấy rất rõ này. À, chúng ta có hai cái loại bảng lương.
chúng tôi đang cố gắng là sẽ sắp tới sẽ update cho các bạn một số các cái bảng lương nữa, theo hình thức thời gian này, theo bảng lương theo cố định, bảng lương theo sản phẩm. Dĩ nhiên là bảng lương theo sản phẩm thì nó cũng có những cái nhiều phức tạp, vì trong quá trình nhập kho các cái sản phẩm sản xuất ra, các bạn sẽ phải chọn là ai là người làm được bao nhiêu, thì quá khổ cho các bạn đúng không? Đầu tiên chúng ta chọn lương thời gian và lương cố định. Lương thời gian chủ yếu dành cho công nhân đấy, các bạn ấy phải bỏ hết ông Nguyễn thủ trưởng này đi nhá, Nguyễn Văn Toán này này, chỉ có mấy ông này thôi, mấy cái thủ kho này thôi. Thế thì ở đây cái hệ số lương người ta đơn giá ngày công của người ta là 500.000, cái lương 3 triệu mốt đấy chỉ là cái lương ấy thôi các bạn nhá. Cái lương đấy chỉ là cái lương để tính bảo hiểm thôi. Ông này ông 600.000 đó, lương thế này là hơi cao ấy. Đơn giá ngày công là nó nghìn nhé, 500.000 nhé. Sao này 450 cũng không, là thấy nghèo thế đúng không? 600.000 tính ra được có mấy đồng đúng không? Số công nghỉ việc rồi ok, việc nghỉ việc không hưởng 100% lương rồi ok. Các bạn nhìn thấy nó giống như đây, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế này. Các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn nhìn thấy không, có một cái sự bất cập ở trong cái phần mềm mà chúng tôi đưa ra các bạn ấy. Thực ra không phải là bất cập mà chúng tôi cố tình như thế để các bạn có thể sửa. Cái này tôi làm đi làm lại nhiều tôi biết đúng không, không thể là để các bạn, mà các bạn nhìn thấy bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng nhau vô lý đúng không? Nó nằm ở cái công thức này, các bạn kích vào cái chữ bảo hiểm thất nghiệp này, bạn lập công thức cho cái cột này, nó là cái bảo hiểm y tế sai, chúng ta xóa đi, ấn nút delete xóa đi. Bảo hiểm thất nghiệp đây, các bạn kích vào đây nó hiện lên đây đúng không? Đây dấu nhân này, lương cơ bản nhân với bảo hiểm đấy, ra được cái này, số này các bạn nhìn thấy nó thay đổi ngay lập tức 31.000 rồi. Thế thôi, chúng ta đã có được một cái bảng lương là lương theo thời gian. Ở đây thì chúng ta có thể in ra nhá, ở đây chúng ta bảng lương thanh toán theo thời gian. Cái lương này chúng ta có thể chiết xuất ra Excel để chúng ta có thể là làm sửa sang lại cho nó đẹp. Trong này các bạn hoàn toàn thiết kế như Excel luôn, không sai thế nào cả. Đấy, nó ghi cụ thể đây này, tức là ông nào bao nhiêu, thế là cái bảng lương này rất là số tiền thực lĩnh như này đấy, là rất rõ rồi. Ok, các bạn làm tiếp một cái bảng lương nữa của tháng 1, bảng lương cố định lại dành cho hai ông có tồn tại rồi. Chúng ta có lập tiếp không, chúng ta lập tiếp một cái nữa, lại xóa ba cái ông bên dưới này, giữ control ấn phím shift đấy. Đâu hóa như này là công thức, nhiều khi lắm lúc đôi khi nhờ hệ số đây rồi, phụ cấp này, tổng tiền đây rồi, có phụ cấp gì nữa không? Mấy ông này là mấy ông chưa bị đánh thuế thu nhập cá nhân nữa các bạn, theo quy định của nhà nước cái lương cố định là nó căn cứ vào 9 triệu là chưa bị đâu. Phụ cấp khá với ông này, phụ cấp ví dụ như 500.000 tiền điện thoại đúng không, ở đây phụ cấp 300.000 đấy, thế này sướng là gì, lại được phụ cấp thêm tiền đúng không? Lòi ra này. À, đây bảo hiểm thất nghiệp này, thuế thu nhập cá nhân này, rồi những ai ok tổng tiền thực lĩnh rồi, các bạn nhìn thấy không? Lưu thế, bây giờ chúng ta làm gì? Sao cái này lại bảng lương số 1 rồi, ok nhá. Thế thì ở đây chúng ta hạch toán lương, chúng ta chọn hạch toán, nó có hai cái bảng lương. Đầu tiên chúng ta chọn cái bảng lương thứ nhất, chúng ta hạch toán trước. Thế các bạn nhìn thấy là phần mềm sẽ tự động tính cho các bạn ngay là cụ thể là như nào. Cái bảng lương này này đấy, vừa 642 thôi, ở đây công ty đóng này, là cái này là công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 3385 phải không, 385 3386 nhỉ, hệ thống tài khoản xem nào. Câu chuyện này nó cũng khá dài đấy các bạn ạ. 3385 bảo hiểm thất nghiệp đấy, đúng chính xác đấy. Đó, chúng ta bổ sung thêm nhé. Đây là 3385. Rồi ok. Nó ghi tiếp 3385. Còn thiếu này. 3385 của hai cái ông này là hai ông kế toán này. Tôi hôm sau tôi sẽ update lần này.
nó cụ thể luôn, bảo hiểm thất nghiệp theo thông tư 1133 đấy. Đấy, bạn nhìn thấy không? Nó ra cũng quá là đơn giản, hạch toán lương tháng 1 rồi. Đây là lương của lãnh đạo nhá. Từ từ, hạch toán rồi, đúng nhầm. Cái bảng lương sau khi hạch toán xong các bạn nó nhìn thấy chui vào chỗ tổng hợp này. Đấy, sửa lại ngày tí, chúng tôi quên mất là sửa ngày vào 3101 nhá. Không, tí nữa lên chả thấy lương đâu, đúng không? 642 nó chả thấy phát sinh ở đâu, đúng không? Hạch toán lương này. Tại sao lại không để sẵn là 31 tháng 1? Tại vì các bạn biết là cái việc hạch toán lương nó là lung tung. Ngày các bạn hạch toán lương có khi là không biết là như nào. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó cũng tự động hết 3385. Ở đây cũng 3385. Chúng ta sẽ sửa cái này tí thì nó đẹp hơn. 3385. 3385. Rồi, ở dưới này còn một cái nữa. 3385. 3385. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng phải để trống đôi ô định khoản không các bạn. Cái này là lương công trình hết à? Ông này là ông làm công trình à? Đâu, cái này đâu phải công trình hết. Cái này là của cái ông lương này là ông của cái công đoạn này, nó phân bổ. Khoản mục chi phí đây là nhân công trực tiếp nhá. Nhân công trực tiếp nhá. Nhân công trực tiếp nhá. Nhân công trực tiếp. Thế nhưng mà ở đây có một cái các bạn. Nhân công trực tiếp. Đây này, cái 1541 này các bạn nhé. Cái 1541 này nó có một cái hay là có mỗi một sản phẩm thôi. Có mỗi một sản phẩm cho nên là chúng ta chọn cái thằng 1541 này cho cái sản phẩm đối tượng tập hợp chi phí này luôn. Đa học đi, cái công đoạn này nó chỉ có mỗi một đa học thôi, đúng không? Được cái cột này lại đây cho nó dễ này. Gấp luôn đối tượng tập hợp chi phí lại đây cho nó dễ nhìn này, đúng không? Nhân công trực tiếp này, nhân công trực tiếp này. Cái thằng này thì đã học này. Thằng này cũng đã học này. Cái thằng này. Mỗi thằng này nổ mìn ăn rồi cứ bảo rồi. Ừ, ăn rồi chiều chiều tối uống phê phê vào gọi điện cho bạn đúng không? Ở mày lúc chiều tao suýt chết làm gì tao nổ mìn nguy hiểm quá đúng không? Nhân công này chúng ta cũng phân bổ nhá, nhân công của công trình này. Thế nếu các bạn từ trường hợp các bạn biết được thôi, còn cái những cái không biết được chúng ta sẽ phải phân bổ đó. Rồi chúng ta cứ để phân bổ đi, không có vấn đề gì. Vẫn còn sót ông nào chưa có mã khoản mục phí à? Ủa đây giờ sửa chưa có khoản mục phí, nó không cho ghi sổ đâu các bạn nhá. Thế nên là chúng ta làm giá thành chả bao giờ chật cả, lúc nào cũng chính xác rồi. Ok, thế thì cái câu chuyện của chúng ta ở đây là chúng ta xem nó thế nào, bảng cân đối phát sinh của tháng 1 xem nào. Ok, một năm tư tổng cả, kích chuột vào thoát chọn lại lấy đến bốn số đi. 154 các bạn nhìn thấy 154 tổng là 1 tỷ 1 1 tỷ 16 0 16 154 1 của bán thành phẩm là có 1 triệu mộ triệu thôi. Chắc là cái gì đấy. 24 triệu đây, 1 năm thứ hai và công trình là 990 triệu rồi. Ok các bạn tính nhé. Về sơ bộ là thế thôi. À, chúng ta đã làm về cơ bản là chúng ta đã làm xong cái phần các cái chứng từ phát sinh. Thế thì chúng ta xem qua cái báo cáo quản trị tí nhá, số cái tài khoản chúng ta xem cái 154 đi nhá. 154 rồi. Ok, chúng ta xem nào. Cái này nó hay ở chỗ này. Khoản mục chi phí thì đương nhiên rồi. Chúng ta xem tổng phát sinh nha. 1 tỷ 016 chính xác đúng theo số tiền của cái bảng cân đối phát sinh. Và mặc nhiên ở đây là không thể là thiếu cái khoản mục chi phí nào. Các bạn nhìn thấy không? Ok. Sau đây các bạn gấp đối tượng tập hợp chi phí vào. Đấy. Thế trong cái khoản mục máy thi công này các bạn nhìn thấy này, có hai cái chứng từ này, đúng không?
Còn mục máy thi công thì cái này chi phí sử dụng máy thi công này nó có chứng từ khấu hao này, không sai không thiếu. Đây có hai cái, cái này đúng không? Thế chúng ta xem này, khoản mục nhân công trực tiếp này, chúng ta xem là chỗ nào chống mã đối tượng. Thế thì cái thằng nào mà chống mã đối tượng này thì nó sẽ hiện lên một chỗ, hiện về một chỗ. À, chúng ta gấp này, thả tên nó, đối tượng là vào chi phí. Nên nhìn rất dễ. Ở đây chúng ta có cái này này, cái chi phí sản xuất chung này. Rồi ok nhá. Kéo nó xuống đây nhỉ. Đấy. Chứng từ của nó tháng 1 này. Chỗ này thiếu khoản mục chi phí này. Không phải là thiếu mà nó là diễn giải đâu rồi? Loại chứng từ diễn giải đâu rồi? Ở đây diễn giải. Chúng ta chọn đây. Đây là khác cái gì? Không chứa từ. Không chứa khác đi, khác chữ số dư. Cái này không chứa số dư chứ, không chứa chứ, chỗ này phải là không chứa số dư. Chúng ta chỉ xem cái ấy thôi nhé, chúng ta chỉ xem mỗi cái chứng từ phát sinh thôi. Ở đây chúng ta nhìn thấy các cái chứng từ phát sinh này này, đấy tên đối tượng là chúng ta sẽ có chứng từ máy thi công, không có mã. Cái này không có đối tượng được vào chi phí, không có này, cái này không có này. Mục đích của chúng ta làm gì để chúng ta biết được cái nào chúng ta sẽ phân bổ, cái nào chúng ta không phân bổ. Đây cái tài sản này thì chúng ta làm xong thì chúng ta lưu ấy, lưu một cái này, lưu đây là kiểm tra tài khoản theo đối tượng tập hợp chi phí. Đấy chúng ta đồng ý nhá, đương nhiên chúng ta in được rồi đúng không? Cái này thừa, các bạn cứ in ra thì in ra, các bạn thích lưu ở đâu lưu này, tệp này, xuất khẩu này, Excel này, đấy không sao, các bạn có thể làm bất cứ việc gì các bạn muốn. Rồi chúng ta chọn mẫu quản trị này, vào đây 154, 154 rồi, ok các bạn chọn 154 rồi, chúng ta chọn đồng ý. Thế chúng ta thích thì chúng ta ẩn hiện cột này, kích chuột phải giữa màn hình hoặc là ở trên này có cái chữ ẩn hiện cột này. Ok, có cái hình biểu tượng con mắt đấy, các bạn biết là đối tượng không cần đúng không? Mã thống kê cũng chả cần, chúng ta bỏ bớt đi. Mã nhân viên không cần luôn, số hợp đồng cũng chả cần, tên hợp đồng, số tài khoản không cần, loại tiền cũng chả cần luôn. À, ngày ghi sổ để theo chứng từ chúng ta xem cái là như nào. Hàng hóa dịch vụ, loại chứng từ. Đây, cái cột này chúng ta bỏ đi. Thậm chí số dư cũng chả cần. Đúng không? Số dư cần gì? À, diễn giải loại kích vào phạt xem nào nó ra hình thú nào. Đấy, nó bớt thế, nó gọn đi tí. Loại hóa đơn, nhóm hàng hóa thì ngày hóa đơn chả cần đúng không? Đâu đâu đâu. Nhóm hàng hóa dịch vụ này, ngày hóa đơn này, số hóa đơn này. Loại hóa đơn thì chả cần. Đấy nó ngắn bớt đi. Loại chứng từ đấy các bạn, xong khi các bạn sửa xong các bạn chọn lưu báo cáo rồi, ok các bạn nhìn thấy chưa, và quay lại thì nó vẫn theo cái chúng ta thiết kế, chúng ta có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Ta tạo được nhiều sổ nha các bạn, thích tạo sổ nào các bạn chọn bỏ lọc quay về như cũ rồi, ok chọn ẩn hiện cột, tạo ra một cái mới theo các bạn, chọn thêm báo cáo lưu vào trên này, nó sẽ hiện lên là list theo đây các bạn, theo mẫu quản trị của các bạn. Rồi, ok. Thế về cơ bản là chúng ta đã làm xong các cái loại chứng từ như chúng ta muốn. À, ở đây thì các bạn lưu ý này, khi bắt đầu làm giá thành của cái phần 3 mà chúng ta tiếp tục, ở đây là phần 2 các bạn nhé, phần 1 chúng ta đã tôi đã phát live stream hôm qua rồi. Thế thì cái phần 2 ấy là cái phần 3 chúng ta sẽ làm nhập kho thành phẩm và xuất hóa đơn công trình để chúng ta lên giá thành sản phẩm. Về cơ bản thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, chúng ta đã nhìn thấy được là cái giá thành của cái công trình ấy như nào. Ta chọn tài khoản 1542 nhé các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đóng một phát này, enter nhiều quá, máy chạy nhanh ấy. Các bạn nhìn thấy không? Có này, giá thành sản xuất sản phẩm này,
Đây, cái giá thành công trình thì nó có thầu phụ nha các bạn. Ở đây các bạn chọn này, 1542 này. Rồi các bạn chọn Enter đi. Đấy các bạn nhìn thấy này, nó có thầu phụ nào nữa đúng không? Chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí máy thi công. Rồi ok. Cái thầu phụ. Chúng ta xem lại cái chứng từ hóa đơn dịch vụ, nó phải hiện lên được cái thầu phụ nhé. Không hiện tôi cũng nói gì. Đấy. Nhân công trực tiếp lại sao lại nhân công trực tiếp chỗ này, thầu phụ nó phải là thầu phụ nha, nó lên nhân công đúng không, nó làm mới sai, cứ bảo kế toán làm kém phải đâu, mình ý, là mình những người hướng dẫn là mình lại làm sai rồi. Ok các bạn xem lại tí, tháng 1 chọn 1542 đấy các bạn nhá, cái bảng mà chúng ta chọn 1541 để phân tích giá thành công trình, giá thành sản phẩm nhé, các bạn nhìn thấy 500 triệu nào là thầu phụ, bạn nhìn thấy là tổng cộng chi phí ở đây, nguyên vật liệu ở đây đấy, thế tổng ở đây thì nó chưa đâu, nó mới có 985 triệu thôi, nhưng mà ở trong cái bảng cân đối phát sinh ấy, các bạn nhìn thấy của phát sinh của công trình ấy 1542 nó là 991 cơ đấy, nó nằm ở chỗ nào, nó nằm ở chỗ một số cái không cụ thể từng công trình thì chúng ta sẽ phải phân bổ. Rồi chúng ta đã thấy là chúng ta về cơ bản thì chúng ta đã làm cái này là cũng tương đối một số các cái chứng từ chung, còn sau này làm cái kế toán cái chuyển lãi lỗ thì nó phát một là xong thôi, cái chuột phải thêm mới ở đây chưa trả, chả có gì đúng không, mới có 26 triệu tiền chi phí quản lý từ phân bổ, từ cái phân bổ công cụ dụng cụ và tài sản cố định. Rồi ok các bạn. Rồi, ngày mai tôi sẽ nói tiếp cho các bạn một cái video tiếp theo ở phần 3 ấy, là tôi sẽ nói tiếp cho các bạn cái vào số dư đầu kỳ, đồng thời là chúng ta sẽ làm luôn cái tính giá thành cho các cái sản phẩm và chuyển từ công đoạn 1 sang công đoạn 2. Nó rất hay các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ like fanpage để theo dõi các phần tiếp theo nhé. Like fanpage thôi.